chào tất cả anh em và bà con cô bác đã quay trở lại kênh Cơ Giới Cát Nhân. Đã lâu rồi Cơ Giới Cát Nhân chưa có giới thiệu và đem những chiếc xe mà chuyên làm vườn mini về cho tất cả anh em và bà con cô bác xem. Thì hôm nay có một cặp xe dung tích dầu 007 và 01 cho quý tất cả anh em và bà con cô bác xem. Đó là chiếc Kubota U15 sử dụng bơm piston tay lái trước háng thục thò 1m và 1m25, và một chiếc Kobenco SK20SR-2 tay lái nách bơm piston, động cơ Yamaha, và bề ngang nó là 1m43. Ok, bây giờ em sẽ quay cận cảnh tất cả chiếc xe Kubota và Kobenco 20SR cho tất cả anh chị em và bà con cô bác xem và tham khảo. Nếu ưng ý thì anh em và bà con cô bác cứ liên hệ với Cơ Giới Cát Nhân. Xe đã được hoàn thiện và hoàn chỉnh, anh em chỉ về việc đổ dầu và sử dụng. Dạ, đây là hai chiếc xe đào Kubota U15 và một chiếc Kobenco SK20SR-2. Chiếc Kubota U15 á, thì con này nó gầu 007. Còn chiếc Kobenco này á, nó là 20 gầu nó 01. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết chiếc xe đào Kubota U15 đã được hoàn thiện và hoàn chỉnh tại bãi Cơ Giới Cát Nhân ha. Thì con này nó làm vườn làm rẫy, thì chui vô trong những cái địa hình nhỏ hẹp rất là gọn gàng ha. Nó là được mình tròn cho nên là nó trang bị cái tay lái trước, nhưng mà tay lái này là tay lái thủy nha bà con. Và con này nó là bơm piston luôn. Thêm một cái option nữa, đó là con này á là nó có cái háng thục thò. Hiện tại thì nó đang thục vô sát ở hai bên, thì con này nó tầm 1m, và khi mà nó dang rộng ra, nó thò hết ra ra ngoài á, thì nó tầm khoảng 1m25. Thì xe được vệ sinh hết rồi, nhưng mà hôm nay mưa gió thì cũng chạy ra chạy vô, rồi đất cát nó dâng lên nó cũng hơi dơ, nhưng mà cơ bản là sơn bản nguyên zin hết nha bà con, và còn khá đẹp nha. Đây em không có xịt rửa làm đây, thì nhưng mà anh em nhìn chắc xe sẽ biết con này nó vẫn xài đồ nhông, xích xu zin còn theo xe, nhưng mà xe nó còn khá rất là đẹp ha. Bữa em có lấy em cuốc em dọn vệ sinh ở ngay bên kia rồi đó, bên trong á nước sơn còn zin hết. Con này thì nó hoạt động khá nhanh và khá là lanh, nó mình tròn, mui bọng đồ đầy đủ. Con này nó trang bị tay lái thủy, chuyển hướng nè, có chân đạp rùa thỏ theo xe nữa. Đây rùa thỏ à. Rồi em để máy móc lên cho anh em xem. Dạ, đây là bên trong của cái động cơ Kubota của xe đào Kubota U15. Động cơ đã được vệ sinh sạch sẽ và còn khá đẹp nha. Nó là mã máy là B822KA. Bơm piston còn nguyên zin ha, màu đỏ. Đối với những dòng xe nhỏ này á, thì nó những con xe nào mà được trang bị bơm piston á mà tay lái thủy luôn á, thì những cái con đó đời nó hơi khá cao chút, cho nên là nó hoạt động rất là nhanh, rất là lẹ. Cái bộ còn dàn công tắc nó nằm ở trước đây nè. Đó. Em dỡ miếng cao su lên cho bà keo con quét anh em xem. Nói chung là con này nó còn 7 màu khá nhiều, xe thì còn khá chắc từ dàn chân cho tới cần và dàn chắc khung xương của nó. Xe còn khá mới. Kubota U15. Bóng rì nó cũng xong lâu rồi anh em ơi, nhưng mà do tại vì trời nó cũng mưa với lại cũng hơi bệnh cho nên là hơi làm biếng. Bên trong này là ta sẽ quay kỹ là khi nó thò ra nè, đường ống nó đi 4 ống nè, 5 ống nè. Đó là khi nó thò ra, chút nữa em sẽ test video cho tất cả anh em và bà con cô bác xem. Em sẽ quay luôn cái cận cảnh cái nó thò ra ngoài cho anh em xem ha.
xe còn khá đẹp nha. Rồi ok, vậy bây giờ em sẽ qua tới chiếc Coenco 20SR trừ 2. Con trừ 1 á thì nó nằm cái tay lái trước luôn, nhưng mà qua trừ 2 á thì cái form nó đẹp hơn chút xíu, nó trang bị cái tay lái nách. Con này là Coenco 20SR. Con này có cái đường búa nguyên chinh luôn nha. Nước sơn cần đồ là cũng đầy đủ và nguyên chinh. Con này bề rộng nó là 1m45, tuy nó 20 nhưng mà coi so với con Kobe này, do tại sao không biết, nhà thiết kế nó làm sao mà nó cái hán nó hơi rộng chút xíu. Con này cũng sử dụng cái đùi nhông và trang bị xích xu dinh theo xe. Sơn thì phần này nè, đáng lẽ phần bạc nè, nhưng mà tại vì nó có phủ ở bên Nhật rồi, nhưng mà xe nó là cần tới mui rồi là tất cả đều còn nguyên chinh nha anh em. Tay lái nách ha, kẹp hông. Con này sử dụng động cơ Yamaha và bơm bê tông luôn, nói chung là nó cũng khá nhanh và khá là lanh. Chút nữa em cũng test tải hai con luôn, tại vì hai con này nó cái hệ nó khác nhau, cho nên là em test luôn cho tất cả anh em và bà con cô bác xem. Đây động cơ Yamaha, các cái bát đồ ở trong này nó còn đều 7 màu hết ha. Máy bơm mà nguyên bản nguyên chinh. Đây em mở cho anh em bà con xem cái phiêu phòng bên sau. Đấy là nó 7 màu hết. Nếu mà mình không mở được cái ốp này thôi, chứ mình mở được cái ốp này là nó ở bên này nó còn đẹp, khá đẹp ha, khá đẹp. Công tắc màu đỏ nha. Con này á nó xài cái chân chạy bằng thủy lực rồi. Con này đời trừ 2 và đời 202, cho nên nó xài cái chân chạy bằng thủy lực. Bây giờ cái này nó cũng có phủ lại bên Nhật nè. Em rửa ra rồi mà hôm nay nó dính sình đất lên nhiều quá. Tại mưa, hôm nay mưa cũng lớn, mưa cũng to á. Gầu đồ cũng còn khá đẹp nha. Nói chung là xe đây là dinh nguyên bản, đường búa rồi tất cả mọi thứ, nước sơn đồ dinh nguyên theo xe hết. Đem tiếp rồi là còn đầy đủ hết cho bà con anh em. Phần bên này là phần các gió. Tây trang đồ đẹp ha. Bánh răng bánh đồ là cũng còn dinh theo xe mập hết. Nói chung là cơ giới cá nhân làm xe thì chọn lựa nó hơi kỹ, cho nên là nó cũng còn khá đẹp. Tất cả xe là đều bánh răng bánh đồ là còn nguyên dinh hết. Con này cũng vậy nè, con cua ta nó cũng vậy nè anh em và con. Nó còn nguyên dinh hết á, nó dày mập ú luôn. Con này dày hơn, con kia nó hơi mọn xíu. Rồi đây là hai chiếc xe mini làm vườn, chiếc 007 và một chiếc 01, cho tất cả anh em và bà con cô bác nào nếu ưng ý và thích thì cứ liên hệ với cơ giới cá nhân. Thì ở đây cũng còn một số xe nữa, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu cho tất cả anh em và bà con cô bác hai chiếc xe này trước, rồi có những chiếc khác là mình sẽ quay sau ha. Bây giờ mình sẽ đi đến tới vấn đề và test tải và cho hai chiếc này. Trước tiên em sẽ test chiếc Kubota U15 trước cho anh em và bà con cô bác xem, rồi sau đó em sẽ qua test chiếc Kobe 20SR trừ 2. Bữa giờ cũng giao lưu và tất cả anh em xem YouTube cũng khá khá xe, và tất cả anh em thì cũng ưng ý hài lòng với những gì mà em đã dọn hoặc là em cung cấp cái dịch vụ đó cho tất cả anh em và con. Nói chung thì mình ở đây thì mua bán thật sự là rất chân thành, chân tình. Xe có làm sao nói vậy, mình cũng không có nói là xe nó đẹp rồi mình nói nó quá đẹp hay là sao, hay là xe xấu nhưng mà vẫn nói đẹp không. Có làm sao em nói vậy. Còn cái việc anh em lên trên này để xem xe và test xe đánh giá thì anh em cứ coi ưng ý đúng như những gì giống như em nói, thì có thể là anh em cứ xem xét rồi mình muốn coi ở đâu đó phần nào thì em sẽ mở ra cho tất cả quý anh em và bà con cô bác xem. Nhưng đa số em ở đây á thì em quay chi tiết kỹ lưỡng hết cho tất cả anh em để anh em xem, thì anh em cứ lên xem xe và test xe trực tiếp. Giá cả thì đôi lúc em sẽ báo trong video hoặc là có khi em không báo, nhưng mà em sẽ để ở trên tấm bìa Affix Pano á, cho nên là anh em cứ xem dõi kênh rồi để ý. Còn không nữa thì anh em cứ nhiệt tình
gọi cho em chút một cuộc gọi để anh em mình trao đổi nó kỹ hơn, hoặc là có thể qua Zalo cũng được, kết bạn qua cái số Zalo, số đó là em có sử dụng Zalo hết. Thì anh em cứ kết bạn qua Zalo đó rồi có nhắn tin hỏi cũng được. Thì nếu em thấy được cái đó thì em sẽ rep cho tất cả anh em và bà con cô bác. Còn nếu em chưa có kịp trả lời kịp thì cũng mong là tất cả anh em và bà con thông cảm ha. Rồi bây giờ vậy em sẽ dựng cái coi trống lên và em nổ máy em test tải chiếc Kubota U15 trước cho tất cả anh em và bà con cô bác xem. Rồi và sau đó là chiếc test tải chiếc Kobe 20SR. Rồi ok. Thì em sẽ gộp hai cái video này là một, tại vì hai con này nó là nằm trong cái phân khúc xe mini làm vườn, cho nên là anh em và bà con cô bác em sẽ ghi cái tiêu đề đó, thì anh em cô bác nào ưng ý cái chiếc nào thì mình cứ hỏi chiếc đó ha. Dạ. Để em bật cái camera góc siêu rộng lại.
Đó em test tải chiếc Kubota U15 cho bà con rồi, bây giờ mình quay qua chiếc Kubenco á. Do mình test tải cái thời lượng cái video nó nhiều quá, rồi khi mình gửi qua những cái trang mạng xã hội để mình update lên hoặc là mình đàm video á thì nó dài quá, nó nhiều cái dung lượng nó lớn quá, cho nên là những cái con xe nào mà mình test tải trong cái tầm hoạt động nhanh nhất cho tất cả quý anh em xem. Còn nếu tất cả anh em nào xem muốn xem được xe, coi được xe rồi á mà muốn lên trên này test tải thì cứ test thoải mái ha, anh em cứ test sao mà cho mình thoải mái nhất là được, và xe cứ hoạt động mọi tất cả mọi thao tác đều mạnh là ok là được ha. Còn về phần máy móc, tất cả bơm bọng, đùi điếc, mâm là mình bao tất cả cho anh em và bà con cô bác là nguyên chinh hết, không có một cái gì mà lai lô hết. Tất cả xe đều nhập khẩu nguyên chiếc và nhập khẩu từ bên Nhật về, có giấy tờ đăng kiểm hải quan đầy đủ cho tất cả quý anh em và bà con cô bác. Và tất cả những phần khác như là đèn đóm hoặc là dầu nhớt lọc lượt thì tất cả ở đây mình sẽ hỗ trợ thay cho tất cả anh em và bà con cô bác. Ok, vậy
Cơ giới cát nhân mến chào tất cả anh chị em và bà con cô bác đã xem kênh và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Thì có hai chiếc xe này nó cũng đã hoàn thiện và xong, thì tắt xe nó nói chung là rất là đẹp và ok. Và những con xe này là nó hoạt động rất bền bỉ, thì anh em bà con cô bác xem được thì cứ ghé ở tại cơ giới cát nhân để mình xem xe và mình coi xe. Nếu ưng ý thì mình mới đến cái việc thương lượng mua bán. Dạ, để con xin chào tất cả bà con và quý anh chị em cô bác đã xem kênh cơ giới cát nhân.